Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình lại về vườn chỗ con của mình trồng rau á. Đây mình đi thu hoạch rau tiếp nha. Đó, đợt này mình về mình đi thu hoạch rau cải xanh nha. Ở đây là rau cải xanh nha các bạn. Quá trời tươi tốt luôn. Đó. À, đây các bạn nè. Rau con của mình trồng trong chậu mà tốt như này nè. Mớn mờn luôn. Cải xanh không có một con sâu nào luôn, quá trời đã. Quay cho một vòng cho các bạn xem đảo ha. Ở bên này có mấy cây bắp mà. Bắp này hình như bắp đỏ, bắp tím chứ. Hôm bữa con của mình gieo hạt, gieo thử mấy cây. Ngày nó hơi non. Gieo cùng một lúc với lấy cải xanh luôn á. Mà chưa thu hoạch được, cải xanh thu hoạch được rồi mà bắp thì chưa. Cải xanh mượt luôn. Wow. Rồi, mình giờ mình đi nhổ cải nha các bạn. Rồi. Từng cái cải xanh mượt luôn này. Vẫn còn non lắm. Cái đợt video trước á là mình con của mình nó trồng cải xanh cải ngọt. Đợt này nó trồng cải xanh. Và đợt trước thì mình trồng thì có người hỏi mình là con của mình đứa nhỏ mà sao trồng được rau thế này. Thì con của mình năm nay học lớp 11 chứ các bạn. Mà con của mình với bạn con của mình làm cái thí nghiệm gì á. Cho nên là bé trồng rau để làm thí nghiệm gì mình cũng không rõ nữa. Mà sao mà bé trông hay ghế ạ. Trông trong chậu mà không có một miếng sâu nào luôn các bạn ạ. Xanh mơn mờn luôn. Cái này là trông tự nhiên đấy các bạn. Trông bón phấn hữu cơ theo phương pháp sinh học gì đó. Nói chung là con của mình làm nên là mình không biết rõ, mình không biết để mình nói. Mình vừa biết đi thu hoạch thôi. Wow. Trong cái cải này á, mình trồng ở vườn của mình á, nó lớn lâu lắm, với lại nó bị xấu nhiều. Mà trồng ở đây con của mình biết nó trồng kiểu gì á, trồng tự nhiên nhưng mà bón thuộc bón phấn gì á mà không bị sâu luôn. Rồi ốc sên à, đất ở đây tổ chế á. Hôm bữa mình thấy con của mình ủ đất nữa. Ủ đất sao mà đất tốt ghê. Mình hỏi con của mình bí quyết mà nó không chỉ cho mình các bạn ơi. Tại bé đứng làm thí nghiệm gì á, cho nên là không công bố cho mình được. Wow, cái xanh các bạn. Nhìn hấp dẫn ha. Hôm nay về ăn với bánh xèo thì tuyệt vời luôn. Rau dền. Wow. Quá đã luôn. Các bạn này. Nhìn đảo ha. Xanh mớn mởn. Không biết khi nào mình sẽ trồng được một cái vườn cải như này đây. Đấy mình trồng ở nhà trồng eo uột quá à. Ở đấy con của mình với thầy á, có thầy hướng dẫn cách trồng cho bé. Cho nên là mình thành công được cái này đây.
chắc cũng nghiên cứu dữ lắm ạ. Tại vì đề tài là nghiên cứu của bé nên là mình không được phép tiết lộ. Mình chỉ được phép đi hái rau thôi, thu hoạch rau thôi. Wow. Mình lừa những cái cây lần lớn mình nhổ trước thôi. Còn cây nhỏ để cho nó lớn lên tiếp. Quá thấy đạt hả bạn ơi? Thích quá ha. Cái này mà mình đưa ra ngoài chợ bán chắc là họ tưởng là cải phun thuốc hóa học các bạn ơi. Nhưng mà thực ra là cái này là trồng theo phương pháp vi sinh gì á, hữu cơ vi sinh gì á, không biết. Nó nghiên cứu kiểu gì mà nó tiết lộ được. Không nói được. Quá trời nhiều các bạn ơi. Lừa những cái bư hải nhổ trước chứ. Hải này sao về ăn hết rồi. Chắc này về mình lại cứ phải đi chó tiếp. Ở đây ốc sên nhiều ghế nha. Ốc sên từng con bư nữa chứ. Quá trời luôn, nó đừng để con. Đây làm gì á? Đằng nào nó cũng... đang nào nó cũng bò bố tiếp rồi. Quá trời. Ở đây này. Cây. Quá bừ luôn. Cái này mà đi bán mày được bao nhiêu tiền quá trời. Này đây này. Có đây này, có rau dền cơm quá trời luôn các bạn này. Để mình hái ít luôn nha. Tại vì ở đây các bạn trồng mà không ăn. Nên để nó ra nó lên bóng nó uống thế nè. Rau dền cơm ngon lắm ạ. Bông. Trời ơi. Lên à. Đi lên bông hết rồi. Cái này mà hôm bữa mình xuống sớm trước tuần nữa là mình hái ngon lành ấy. Tại vì chỗ này hơi xa nhà mình nhỉ. Ở đấy ở dưới tới dưới quân mới hái á. Nên hơi xa. Lâu lâu mình mới xuống được. Vẫn còn non lắm, nó ra bóng mà vẫn còn non. Hải vẫn còn hải được. Rồi, mình đi lại đây, mình tiếp tục mình đi hải ít nhổ ít rau cải mình về nhá. Đấy, chỗ này nè. Mấy cái chậu này cũng tốt nè. Hải mê tay nó được bạn ơi. Thích thật á. Chắc để lát nữa mình xin ít đất về mình trồng. Thế có tốt không? Thế mình xin mấy cây con nữa về mình trồng. Một chậu trong cái chậu này nè. Một chậu trong 4 năm cây mà nó tốt ghê. Cái chậu nhỏ xíu quá. Trời ơi.
mình cũng biết mình hái về nhiều làm gì mà mình thấy nó tốt quá, mình về mình hái các bạn đây. Wow, trời ơi cây này. Đấy, cây cải này. Đã chưa, bùi quá. Ở bên này các bạn, ở bên này đang có mấy cái con nha. Về mình đưa về mình trồng thử ở trong vườn của mình thử nó có lên không. Chứ ở đây trồng sáo tốt quá. Để mình lấy mấy cái vỉ này mình về mình trồng nha. Để có kết quả không, có thành công không. Chứ thấy ở đây con của mình với thầy trồng thành công ghế. Quá trời cải luôn đây. Wow, mới nhổ có tí mà nhiều lắm các bạn. Mê luôn các bạn ơi. Quá trời này. Sau một hồi mình nhổ được quá trời cải luôn các bạn ơi. Wow, cải dễ nhổ mà nhìn cải đẹp hơn mình mê luôn. Hải mình nhổ quá trời luôn. Đứng đây về tháo hôm mà đi chó bàn các bạn ơi. Quá trời nha. Rồi các bạn ơi, cái video của mình kết thúc ở đấy nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Một ôm đau luôn. Rồi bye bye, xin chào.